Và cuối cùng thì có thể các bạn đã từng nghe rằng là nếu bạn đối xử với một cô gái như celeb ấy, thì họ sẽ đối xử với bạn như một fan hâm mộ. Nhưng mà có một điều mà chắc là không ai nói với bạn, đó là con gái ấy thì lại cực kỳ thích làm fan. Họ cực kỳ thích có một thần tượng để mà họ hâm mộ ấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video, đó chính là cách khiến con gái theo đuổi bạn mà chỉ 1% con trai biết điều này thôi. Và đương nhiên rồi, nếu như mà ngày hôm nay các bạn ấn vào video của mình xem ấy, thì là các bạn đã nằm trong 1% đấy. Vậy nên là hãy nhớ là phải xem hết video ngày hôm nay nhá. Điều đầu tiên đó chính là luôn đầu tư vào đúng thứ. Nhắc đến việc mà đầu tư vào một mối quan hệ ấy, thì chúng ta hay nghĩ đến việc là đầu tư thời gian, tiền bạc để theo đuổi được một cô gái. Và đôi khi có một sự thật rằng là dù bạn đã khô máu rồi, nhưng mà kết quả thì bạn vẫn trắng tay. Vậy nên điểm quan trọng của việc đầu tư này đó là gì? Đó chính là bạn hãy đầu tư ít hơn cái mà cô gái đó đầu tư vào bạn. Nghe thì có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà để mình giải thích nhá. Thật ra ấy, trong cái sự đuổi bắt của tình yêu ấy, nó chỉ là người nào cảm thấy người kia thu hút hơn, người nào cảm thấy người kia là cửa trên ấy. Và một cái vấn đề của con gái đó là họ rất ít khi thích những người mà cảm giác như là kém hơn họ ấy. Họ luôn luôn thích những cái người con trai ấy, những cái người đàn ông ấy mà cảm giác như là ở cửa trên với họ. Và họ cảm thấy được rằng là những cái người đấy thì sẽ có cái giá trị lớn hơn họ. Ví dụ nha, như một cô gái ấy, mà cô ấy vừa xinh xắn này, lại vừa giàu này, thì đương nhiên là cô gái ấy sẽ xứng đáng với một người thì cũng vừa đẹp trai vừa giàu có mà lại còn chiều chuộng họ nữa chứ, đúng không? Vậy nên khi mà bạn đầu tư vào một cô gái ấy, nhiều hơn giữa cái mà cô gái ấy đối với bạn ấy, thì đương nhiên là cái cán cân lúc này nó sẽ bị lệch và nó sẽ không thể nào mà cân bằng được. Và đương nhiên lúc này thì sao, thì cô gái ấy sẽ thấy rằng là bạn kém thu hút hơn rất là nhiều. Vì vậy một cái tip đó chính là bất kỳ lúc nào khi mà bạn cảm thấy rằng là cái cán cân ấy đang nghiêng về phía cái cô gái đấy hơn ấy, thì lúc này bạn hãy đầu tư vào họ ít một chút, bớt đi cái thời gian và cái sự quan tâm dành cho cô gái đi một chút. Cái điều này ấy, nghe thì có vẻ dễ nhưng mà thực ra lại rất là khó làm nên. Tại vì là nhiều bạn ấy, khi mà đã yêu rồi ấy, thì thề là các bạn ấy kiểu cũng hơi mù quáng một chút ấy, hay kiểu đội người yêu lên đầu ấy. Việc đó thì không sai, nhưng mà khéo léo một chút ấy, thì bạn hãy làm cái điều này một cách tốt hơn để cho mình không phải chịu thiệt thòi nhá. Rồi, điều thứ hai mà mình muốn nói với bạn đó chính là đừng cố đạt được những cái tiêu chuẩn của họ. Mình đồng ý rằng là khi mà mình thích một ai đó ấy, thì mình rất là muốn chứng minh cho họ thấy rằng là mình có những cái tiêu chuẩn và đúng với cái gu của họ. Nhưng mà nói thật là khi nào mà nên làm ấy thì không phải là ai cũng biết nhá. Hầu hết ấy thì tất cả những chàng trai ngoài kia đều phạm phải sai lầm khi mà cố gắng chứng minh bản thân mình với cái cô gái của họ ấy. Thật ra cái việc mà bạn cố chứng minh là mình đạt tiêu chuẩn, mình đúng gu với cái cô gái ấy, thì chỉ làm giảm đi cái sức hấp dẫn của bạn trong mắt họ thôi. Và đương nhiên lúc này thì cái giá trị của bạn cũng sẽ bị giảm đi. Và cái việc mà giá trị bản thân bị giảm đi ấy, là một điều mà cực kỳ không tốt, như mình đã nói ở điều 1 rồi đấy. Mình ví dụ nhá, khi mà con gái nói rằng là thích một chàng trai giỏi thể thao này, vui tính này, thì có phải là bạn sẽ cố gắng chứng minh rằng là bạn là một người giỏi thể thao, bạn là một người vui tính, đúng không? Nhưng mà điều mình muốn nói với bạn lúc này đó chính là thay vì chứng minh rằng là bạn phù hợp với những tiêu chuẩn của họ ấy, thì bạn hãy làm ngược lại. Bạn cũng hãy thử cho họ biết rằng là cái gu của bạn là gì. Bạn có biết không, thường ấy thì con gái sẽ không bao giờ thích những cái chàng trai ấy mà suốt ngày thích chứng tỏ bản thân với họ ấy. Kiểu như anh có xe này, anh có thu nhập thế này này, rồi anh giỏi cái nọ cái kia ba la ba la. Trời ơi, không bao giờ nên làm như thế. Con gái ấy, con gái nó có thể tự nhìn ra mà các bạn. Rồi con gái tinh tường, nó thích ai mà bạn có cái gì nó nhìn ra hết luôn á. Không cần phải để bạn chứng tỏ và cũng không cần bạn phải nói đâu. Nếu như mà bạn lúc nào cũng cố thể hiện như thế ấy, mới là cái điểm mà khiến bạn không có người yêu, mình thề luôn. Vì vậy nếu như mà bạn muốn một cô gái bị thu hút bởi bạn ấy, thì bạn hãy để cho cô gái ấy tự so sánh những cái tiêu chí của bản thân với bạn. Các bạn tin mình đi, con gái cực kỳ thích tự so sánh luôn ấy. Ví dụ như là bạn có thể nói với cô gái ấy rằng là anh thích chơi game, không biết em có thể cùng chơi game với anh không để cùng leo danh. Hoặc là anh rất là thích chơi bóng rổ, cuối tuần này em có rảnh không, có thể đi xem anh thi đấu được không này. Và mình thề rằng là nếu như cô gái đấy cũng thích bạn ấy, thì chắc chắn là cô gái ấy sẽ dành thời gian để học chơi game, hoặc là cũng sẽ dành thời gian để tìm hiểu về bóng rổ. Nói chung là bạn hoàn toàn có thể làm cho cô gái ấy quan tâm đến những cái sở thích, đến những cái đam mê của bạn, chứ không cần phải cố chứng tỏ rằng là bạn là một người đúng gu của cô gái ấy, mà thậm chí những cái điều đấy là những cái điều mà bạn không thích và bạn cũng không muốn làm cơ.
mình thề mình là con gái đúng không, và mình cũng đã từng làm như vậy đấy. Cái người mà mình thích thích chơi game, thích xem game ấy, thế là mình cũng kiểu xem game. Nói chung là bây giờ mình xem game nhiều, mình cũng thực sự rất là thích xem luôn á. Ban đầu ấy thì mình xem mình cũng không hiểu lắm đâu, nhưng bây giờ mình xem nhiều ấy, mình còn kiểu thuộc hết tướng, thuộc hết chiêu rồi các kiểu cơ. Rồi tiếp đến điều thứ ba mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là hãy làm người ở cửa trên. Các bạn phải hiểu một điều rằng là như thế này, bản chất con gái ấy thì luôn luôn thích những cái chàng trai ở cửa trên so với họ, luôn luôn thích những cái chàng trai mà họ cảm thấy là hơn họ. Và có một điều như này, khi mà bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ấy thì bạn thường sẽ bị đánh giá rằng là cô gái đấy hơn bạn ấy, rằng là bạn sẽ nghĩ là cô gái này xinh đẹp thông minh như thế này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những chàng trai khác theo đuổi, và mình ấy kém cỏi này thì làm sao mà đến lượt mình ấy. Và mình thấy rằng là ngay từ đầu ấy, ở cái suy nghĩ của bạn, bạn đã nghĩ rằng là bạn dưới ấy, bạn ấy cửa dưới ấy, thì cái cách tiếp cận của bạn ấy nó cũng sẽ trở nên yếu đuối hơn rất là nhiều. Và với con gái ấy, thì như ở bên trên mình đã nói, con gái đặc biệt chỉ thích những người mà họ cảm thấy là ở cửa trên so với họ thôi. Nói chung đấy, lại một ví dụ, mình ví dụ chính bản thân mình luôn. Mình là một thiên bình ấy, nhiều khi thì kiểu mình cũng kiểu thờ ơ này, chóng chán lắm. Nhưng mà khi mà mình kiểu nhìn thấy một người, cảm nhận được một người mà kiểu mình cảm giác như người đấy hơn mình ấy, thì mình kiểu xin Chúa luôn ấy, mình sẽ cực kỳ thích họ. Vì thế cái việc đầu tiên mà bạn cần phải thay đổi ấy, đó là bạn hãy nghĩ rằng là mình cũng là cái người ở cửa trên ở trong cái mối quan hệ này. Bắt đầu bằng việc là bạn hãy tự tin lên, và trong đầu bạn hãy nghĩ rằng là bạn cũng là một người thu hút. Bạn phải tự tin và phải nghĩ là bạn là một người thu hút thì bạn mới thu hút được chứ. Đấy chính là lý do bạn biết không, những cái anh chàng mà cung ngầu này, lạnh lùng này và hơi thờ ơ một chút ấy, thì luôn luôn được cực kỳ nhiều các cô gái yêu thích. Đấy các bạn xem hình ảnh của những cái chàng trai ở trong phim ngôn tình ấy mà được nhiều con gái yêu thích ấy, có chàng trai nào là kiểu nghĩ mình kém cỏi xong nhút nhát đâu, toàn là những người kiểu rất là lạnh lùng, thờ ơ, rất là cung ngầu đúng không? Rồi điều thứ tư mà mình muốn nói với các bạn, và cũng là một điều vô cùng quan trọng, đó chính là ấn tượng đầu tiên là tất cả. Điều này ấy, thì nói thì nó là cuối cùng, nhưng mà mình nghĩ nó lại là cái điều mà quan trọng nhất luôn á. Mình còn nhớ ấy, hồi xưa thì cái thời xa lắm rồi, cái thời mà vẫn còn dùng Yahoo ấy, hai người nói chuyện được cũng rất là vui vẻ, cũng kiểu hợp nhau. Rồi một ngày thì bạn ấy rủ mình đi uống trà sữa ở quán trà sữa ở gần trường thôi. Thế xong mọi chuyện rất là ok cho đến khi mà kiểu thanh toán ấy, thì người ta mang bill ra, thì xong kiểu bạn ấy kiểu ngó lơ luôn, bạn ấy ngồi bấm điện thoại ấy. Các bạn ạ, trời ơi mình thề, kiểu lúc đấy mình kiểu bị sốc cừ ấy. Bạn ấy kiểu lơ đi và không có ý định là share tiền, cũng không có ý định gì ấy. Và đương nhiên là mình sẽ cầm cái bill ấy đi thanh toán hết. Và mình thề đối với mình ấy, một cốc trà sữa ấy nó cũng không đáng bao nhiêu ấy. Nhưng mà cái ấn tượng của mình về cái bạn nam đó ấy, cái ấn tượng đầu tiên ấy, nó là một cái ấn tượng cực kỳ xấu luôn á. Nói chung nó không phải vấn đề tiền bạc là cái đó nó có giá trị bao nhiêu, mà mình cảm giác như là bạn này là một cái người không được sòng phẳng cho lắm ấy. Và kiểu con trai mà cảm nó cứ không được ga lăng, không được kiểu nam tính cho lắm ấy. Và sau đó thì đương nhiên rồi, kết quả là mình không bao giờ nói chuyện với bạn đấy, mình block luôn. Và bạn biết không, cái ấn tượng đầu tiên với con gái ấy, nó là một cái điều vô cùng quan trọng. Nó như là một cái khung để đóng đinh vào đầu con gái rằng là người ấy là người như thế nào ấy. Bây giờ nha, các bạn nhớ lại những cái người bạn mà hồi tuổi thơ của các bạn đi. Nếu như cái người bạn hồi bé đó, trong ấn tượng của bạn rằng là người đó là một người yếu đuối này, hay bị bắt nạt này, thì sau này khi mà người ấy trưởng thành, người ấy có khác đi như thế nào ấy, thì bạn vẫn có cái ấn tượng, có cái cảm giác rằng là người ấy là một người yếu đuối đúng không? Và tương tự như vậy thôi, khi mà bạn gặp một cô gái mà cái ấn tượng đầu tiên của bạn là một cái ấn tượng không tốt, là một người thiếu tự tin, là một người yếu đuối, là một người hay khoác lác, thì đương nhiên là cô gái ấy sẽ giữ cái ấn tượng đó mãi mãi và cực kỳ khó để thay đổi rồi. Cái ấn tượng đầu tiên ấy thì nó sẽ đóng khung về cái mối quan hệ của bạn. Nếu như ở ấn tượng đầu tiên bạn là người thấp hơn, bạn là người theo đuổi thì nó sẽ là như vậy. Còn nếu như ngay từ ấn tượng đầu tiên thì bạn đã là người cao hơn và bạn đã là người được theo đuổi rồi ấy, thì đương nhiên mọi thứ nó sẽ rất khác đúng không? Và cuối cùng thì có thể các bạn đã từng nghe rằng là nếu bạn đối xử với một cô gái như celeb ấy, thì họ sẽ đối xử với bạn như một fan hâm mộ. Nhưng mà có một điều mà chắc là không ai nói với bạn, đó là con gái ấy thì lại cực kỳ thích làm fan. Họ cực kỳ thích có một thần tượng để mà họ hâm mộ ấy. Thế nên là mới có cái từ fan girl. Bởi vậy nên là bạn hãy tạo dựng một cái hình tượng vô cùng tự tin như một quý ông mỗi khi gặp con gái nhá. Ok, như vậy là video ngày hôm nay thì mình đã nói với bạn 4 điều để khiến cho con gái chủ động theo đuổi bạn, mà chỉ 1% con trai biết điều này thôi. Mình hy vọng rằng là những cái điều này thì sẽ hữu ích với các bạn. Và đương nhiên các bạn là những người vô cùng may mắn khi xem những video này đúng không? Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.